Xin chào toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh JBL. Và trước mặt các bác đây đó là một chiếc cục đẩy công suất QSC 4.0 đó, mà em Lĩnh còn duy nhất hai chiếc nữa các bác nhá. Đó, và đây là những chiếc cuối cùng của lô 4.0 em đấu giá được, hàng cực kỳ là đẹp. Và còn hai chiếc nữa thì ngày hôm nay em tiếp tục lên sóng lại giới thiệu lại một lần nữa cho các bác. Và bác nào có nhu cầu đang tìm một cục đẩy tầm giá 20 triệu thì QSC 4.0 này đó là một sự lựa chọn cực kỳ là tuyệt vời nhá các bác nhá. Có công suất khủng và chất âm thì cực kỳ là hay, tuyệt vời. Đó, thì trước mặt các bác đây đó là một chiếc cục đẩy QSC 4.0 cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Đó, cam kết với các bác là zin xịn 100%. Đó, lô này thì em đã lên quay tổng thể cho các bác rồi, và đây là đi sâu vào chi tiết của một sản phẩm nha các bác nhá. Đó, bo mạch mọi thứ đây các bác, sáng bóng luôn. Đó, cực kỳ là xuất sắc. À, từ sợi dây sợi rắc các bác nhá, từ sợi dây sợi rắc còn rất là mới, rất là đẹp. Những chiếc này về bao cho các bác là cực kỳ là bền bỉ luôn. Rất là mới như này thì chúng ta dùng rất là bền và lâu dài các bác nhá. Đó, công suất thì ở trở kháng 8 ohm cho ra công suất là 1000 W trên một kênh, và 4 ohm là cho 1600 W trên một kênh. Đó, tức là chúng ta đánh được những đôi phun đôi như là 725 4733A 4733X hoặc những đôi 715, 712 thì rất là bình thường các bác nhá. Đó, chơi thoải mái, và cây chất âm thì để mà tầm tiền 20 triệu thì khó lòng một chiếc đẩy nào có thể vượt qua được cái chiếc QSC 4.0 này. Đó, và Make in USA các bác nhá, Make in USA. Đó, từ nét chữ này rồi từ nước sơn còn cực kỳ là mới đẹp, từ những cầu loa chạm loa còn chưa hề một xước sát gì các bác nhá. Đó, xuất sắc luôn. Bao cho các bác sơn zin, zin xịn từ con ốc luôn. Ở đây từ sợi dây này, đó, cực kỳ là khủng các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái sợi dây ấy, to hơn cả ngón cái của em này. Đó, dã man luôn. QSC 4.0 này thì đánh cực kỳ là ngọt ngào, cho cái giải bát sâu và cái tiếng tép thì cực kỳ là sáng nảy các bác nhá. Đó, và đặc biệt thì cái dòng này ấy, chạy cực kỳ là êm ái, rất là êm nha các bác nhá, quạt cực kỳ là êm. Đó, xuất sắc các bạn. Quá là đẹp luôn. Em còn hai chiếc nữa. Đó, đây một chiếc và đây một chiếc nữa các bác này. Đó, cũng đều đẹp như nhau các bác ạ. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em Lĩnh. Đó, và em Lĩnh còn rất nhiều những chiếc LAP 6400 LA48 cờ dao, hoặc là những chiếc 10.000 Q các bác nhá. Đó, Lĩnh đầy đủ để phục vụ các bác. Và thông báo với các bác rằng cờ dao 5200 đang 1-2 ngày tới là cập bến tại nhà em Lĩnh nhá. Cực kỳ là đẹp, cũng rất là xuất sắc. Bác nào đang có ý định tìm cờ dao 5200 thì hãy chờ đợi em Lĩnh. Đó, 1-2 ngày tới là sẽ cập bến tại nhà em Lĩnh các bác nhá. Và bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc QSC 4.0 này thì hãy liên hệ cho em Lĩnh qua số điện thoại em ghi ở góc màn hình. Đó, giá em bán là 20 triệu các bác nhá, 20 triệu. Tình trạng thông báo với các bác là đẹp xuất sắc và zin xịn 100% nha các bác nhá. Bao cam kết với các bác zin xịn 100%. Từ con ốc luôn, còn sáng bóng các bác nhá. Đó, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mới rồi. Đó, một chiếc đẩy bãi dùng rồi mà được như này thì nó quá là xuất sắc các bác nhá.
Ok các bác, và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của em Lĩnh JBL Nam Định các bác nhá, để liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới về. Bác nào có nhu cầu thì đừng ngại ngần gì alo cho em Lĩnh tư vấn cực kỳ là nhiệt tình cho các bác nhá. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo. Xin chào các bác.